Rồi Minh Thành Lào Cai xin chào các bác nhá. Thì em có cái mạch loa trầm này. Tháo ra của con loa trầm bát 18 của Trung Quốc. Rồi là em ghép với loa trầm hơi bát 40 các bác nhá. Này. To khủng bố chưa? Con này nếu mà nhập được thì về chế loa trầm cũng hay đấy các bác ạ. Điện 220 này. Em đang làm việc với bên Trung Quốc để xem là nó có bán cho cái mạch này không. Anh em nào thấy ở đâu có phân phối mạch này thì báo mình nhé. Thấy nước ngoài chứ còn Việt Nam không có đâu các bác ơi. Thế nhập cả loa về thì chi phí nó rất là đắt. Thế là nhập được mạch không thì tốt. Anh em nhu cầu cái mạch đấy rất là nhiều. Vâng, nghe trầm đeo tai nghe nhá. Còn nghe là điện thoại chỉ thấy tiếng rung của cửa kính thôi. Cái mic dây ra để các bác nghe thử nhá, xem nó khác không. Bây giờ đang thu âm bằng cái mic có dây. Bây giờ tháo ra quay bằng mic của điện thoại này. Rồi quay mic của điện thoại nha các bác nhá. Để các bác thấy là âm thanh nó có khác không. Đây mic này. Uy lực thì các bác ạ. Kính cửa tủ nó cứ thình thịch.
Sợ mạch cho nó có lòng không các bác nhé. Mạch này không có tản nhiệt luôn. Ủa. Nguồn lạnh tanh các bạn. Mạch thì cũng mát lạnh luôn. Không ấm luôn ấy. Quá được. Vì cái trầm kia trầm 40 thì nó có 4 ôm thôi. Côn 65. Từ 17. Nó đánh vẫn mát lạnh luôn. Rồi, xin chào các bác nha. Các bác yêu mến hãy nhấn đăng ký kênh, bấm chuông để theo dõi những video mới nhất các bác nha, sản phẩm mới nhất. Xin chào các bác.